Cách nay khoảng chừng 10 năm 20 năm đó, thì chúng ta nghe đề cập nhiều đến chuyện sử dụng biện pháp phẫu thuật trong làng nội mạc tử cung. Tuy nhiên, các cái nghiên cứu thì cho thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng phẫu thuật mà nếu không đúng cách, không đúng chỉ định và không đúng đối tượng có thể để lại cái hệ lụy lâu dài bởi vì cái phẫu thuật có thể gây biến chứng. Và khi chúng ta đã xác định lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý cả đời, mãn tính thì có khi không phải phẫu thuật một lần mà xong và cái hệ lụy của cái phẫu thuật thì có rất nhiều các cái tác động và có những cái tác động mà sau đó chúng ta không điều chỉnh được ví dụ như bản thân cái phẫu thuật cũng có thể gây dính và sau đó để lại hệ lụy là có thể là hiếm muộn hoặc là chậm có con hoặc là khi vào phẫu thuật cái mục tiêu giảm đau của chúng ta không đạt được mà sau đó cái dính của phẫu thuật lại gây thêm đau cho người bệnh chính vì vậy hiện nay cái quan điểm chung của y học là đối với bệnh lý lạc nội mạc tử cung thì không ưu tiên phẫu thuật là hàng đầu trong cái điều trị giảm đau đó thì chúng ta không có ưu tiên phẫu thuật là hàng đầu mà chúng ta ưu tiên là điều trị nội khoa là hàng đầu bởi vì cái chiến lược điều trị nội khoa chúng ta có thể duy trì và kéo dài cả đời phẫu thuật chỉ thực hiện trong những trường hợp cần thiết có nghĩa là một số những trường hợp mà chúng ta buộc phải chỉ định phẫu thuật ví dụ như là điều trị nội khoa thất bại chúng ta phải điều trị phẫu thuật cái thứ hai nữa là chúng ta cần xác định chẩn đoán về mô học cho nên chúng ta phải phẫu thuật để chẩn đoán xác định, kể cả việc là loại trừ những cái bệnh lý mà không phải là nội mạc tử cung mà là những cái bệnh lý ác tính ví dụ vậy, e, hoặc là kèm theo các cái vấn đề mà chúng ta cần phải phẫu thuật, ví dụ như hiếm muộn vô sinh, chúng ta muốn khảo sát đường sinh dục, cho nên buộc chúng ta phải chỉ định phẫu thuật nội soi thì chúng ta xử lý cái lạc nội mạc tử cung luôn. Cho nên nói tóm lại là đối với lại giảm đau thì chúng ta có nhiều phương thức để điều trị nhưng trong đó thì ưu tiên hàng đầu là điều trị nội khoa và trong điều trị nội khoa chúng ta có nhiều phương thức à, có thể đầu tay thì những người phụ nữ có thể sử dụng là thuốc giảm đau và mỗi chu kỳ kinh chúng ta thấy đau bụng kinh chúng ta có thể sử dụng thuốc giảm đau và nếu như chúng ta dùng thuốc giảm đau mà giảm được đau thì chúng ta không cần phải sử dụng cái gì thêm nếu trong trường hợp mà dùng thuốc giảm đau mà hiệu quả không cao có thể sau một thời gian dùng thì hiệu quả nó không còn cao nữa thì chúng ta có thể sử dụng là thuốc viên tránh thai phối hợp à, ví dụ vậy thì khá là đơn giản rẻ tiền và rất dễ tiếp cận người phụ nữ có thể dùng thuốc viên tránh thai phối hợp kể cả cái việc là lợi dụng luôn cái tính năng ngừa thai trong những cái trường hợp mà những người phụ nữ có cái nhu cầu ngừa thai chúng ta cũng sử dụng luôn à, thì nó rất là tiện lợi nhưng mà lưu ý là trong những trường hợp mà mục tiêu điều trị là để có con đó, thì chúng ta không có điều trị nội khoa lâu dài chúng ta không có điều trị nội khoa lâu dài chúng ta lưu ý là như vậy thì còn nếu như trong trường hợp mà kể cả thuốc giảm đau lẫn thuốc viên tránh thai phối hợp thất bại tức là điều trị không có giảm đau được thì trong trường hợp đó chúng ta có phương thức là sử dụng progestin đơn thuần. Đó, thì trong trường hợp đó các y bác sĩ sẽ kê toa những cái hoạt chất progestin đơn thuần. À, ví dụ như là danolest này, à, ví dụ như là levonorgestrel này. À, ví dụ như là có thể sử dụng các cái biện pháp kể cả các biện pháp lâu dài là sử dụng cái dụng cụ tử cung mà có phóng tích levonorgestrel mỗi tháng và mỗi một cái dụng cụ tử cung đó có thể sử dụng được 5 năm. Ví dụ là như vậy, nếu như mà không có nhu cầu mang thai. Cho nên là À, rồi nếu mà trường hợp mà vẫn thất bại thì chúng ta có thêm các cái phương thức khác ví dụ như là GnRH đồng vận này, Danazon ví dụ vậy. Nhưng mà đương nhiên thì chúng ta phải chọn lựa điều trị theo từng cái bước, từng cái bậc một và cái phương pháp điều trị nào phù hợp với người phụ nữ nào thì chúng ta áp dụng cho người phụ nữ đó. Và nói chung là chiến lược điều trị của chúng ta là lâu dài và có thể là cả đời. Thì đó là lý do mà tại sao mà lạc nội mạc tử cung thì luôn luôn được các y bác sĩ quan tâm là bởi vì cái hậu quả của nó và cái sự kéo dài bệnh tật của nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và cần chúng ta phải điều trị một cách lâu dài